Alo, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh TH Gold. Mình là Triều Hoàng, đây là video phân tích xu hướng của giá vàng phiên ngày 8 tháng 4 năm 2024. Giá vàng trong phiên thứ sáu vừa qua thì bất ngờ tăng mạnh à, sau khi mà chạm cái vùng 2280. Cụ thể là sau cái bản tin nonfarm và bản tin mức lương trung bình mỗi giờ của người dân Mỹ à, được công bố ra đó là những cái tin tức tốt cho đồng đô la và ngay lập tức thì giá vàng đã có những cái nhịp điều chỉnh từ vùng 2.290, 2.292 về đến vùng 2.280 và chạm cái vùng hỗ trợ gần của 2.280 thì giá vàng ngay lập tức phản ứng quay trở lại cái nhịp tăng và phá vỡ luôn khỏi cái vùng kháng cự mà nó đã tạo nên ở vùng 2.304 và hai hai lần nó tạo đến cái đỉnh ở trước đó và ngay lập tức thì nó phá qua bằng một cái nến đồng lượng rất lớn trong cái phiên thứ sáu Và ngay lập tức thì giá vàng đã có một cái đỉnh mới ở vùng 2330. Mở phiên ngày hôm nay thì giá vàng đã có những cái nhịp điều chỉnh từ vùng 2330 về đến vùng 2305. Vậy thì trong phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ có, uh, chúng ta sẽ giao dịch như nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua những cái tin tức có trong phiên ngày hôm nay. Ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 4, chúng ta không có những tin tức liên quan đến đồng đô la. Chúng Ta chỉ có một cái tin tức liên quan đến đồng CF vào lúc 22 giờ 15 phút. Quỹ chúng ta chuyển sang quỹ SPDR. Quỹ thì ngày hôm thứ sáu vừa qua thì quỹ đã bán ra 6.04 tấn vàng sau ba cái phiên mua ròng liên tục, đúng không ạ? Ở từ đỉnh 832,45 tấn vàng về đến vùng 826,41 tấn vàng cho thấy rằng là quỹ uh, dự báo rằng là cái bản tin nonfarm trong phiên thứ sáu vừa qua nó là cái đỉnh và sau khi mà đạt ở cái vùng 2300 2300-2330 thì quỹ đã có những cái động thái dự báo đó là cái đỉnh trong cái thời gian hiện tại vậy thì trong phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ mua bán vàng như nào chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích qua đối với chỉ số của đồng đô la. Chỉ số của đồng đô la trong cái phiên thứ sáu vừa qua thì đã có một cái nhịp diện, à, nhịp tăng mạnh sau khi mà những cái bản tin được công bố ra là tin tức tốt cho đồng đô la ở vùng 104. À, thì chỉ số của đồng đô la tăng mạnh lên đến vùng 104.7 à, và sau đó rút chân quay trở lại. Hiện tại, chỉ số đồng đô la đã tạo thành một cái diện một cái nến uh, tăng nhưng với thân nến nhỏ và bóng nến rút chân khá là mạnh. Và cái dự báo trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số đồng loa sẽ vẫn tiếp tục cái đà tăng. Vẫn tiếp tục cái đà tăng trong cái phiên ngày hôm nay sau khi tạo đáy ở quanh vùng 103.9 là quanh vùng hỗ trợ của MA20 rồi. Và nếu như thế thì trong phiên ngày hôm nay khả năng rằng là chỉ số đồng loa sẽ test lại quanh vùng hỗ trợ à, kháng cự quanh vùng 104.7. Và nếu như điều chỉnh một chút thì nó sẽ về lại quanh vùng 104.1 nha các bạn. Và nếu như thế thì giá vàng trong phiên ngày hôm nay cũng sẽ có những cái nhịp biến đồng. Chỉ số đồng đô la mà tăng thì giá vàng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Đó. nhịp điều chỉnh sau khi mà tạo một cái đỉnh lịch sử trong phiên thứ sáu vừa qua. Vậy thì xu hướng của giá vàng như nào? Chúng ta sẽ cùng chuyển sang đối với vàng. Đầu tiên thì khung ngày. Thì như các bạn cũng biết là trong phiên thứ sáu vừa qua thì giá vàng đã bất ngờ tăng mạnh vào phiên Mỹ. Cụ thể rằng là sau khi điều chỉnh sau bản tin nonfarm về đến vùng 2280 thì giá vàng đã bất ngờ uh, rút chân và tiếp tục cái là tăng mạnh lên đến vùng 2300 2300 330 trong cái phiên thứ sáu vừa qua. Và mở phiên ngày hôm nay thì xu hướng của giá vàng đã có những nhịp điều chỉnh từ vùng 2329 về đến vùng 2.303 và có thể rằng là có một cái nhịp điều chỉnh nữa trong phiên ngày hôm nay. ở khung ngày thì chúng ta có cái vùng hỗ trợ. nếu như mà giá vàng điều chỉnh á thì về đến cái vùng hỗ trợ đó là vùng 3.000, à, vùng 2.300 cho đến vùng 2.302, 3 đó là những cái vùng hỗ trợ gần mà chúng ta cần để ý trong phiên ngày ngày hôm nay. Còn nếu như những cái trường hợp mà à, đối với xu hướng cứng đối với khung ngày thì chúng ta cần để ý quanh vùng hỗ trợ 2265. Nhưng để khó để điều chỉnh về đến vùng 2265 là cái mức rất khó nha các bạn. Chúng ta sẽ chuyển qua đối với khung H4 để chúng ta có thể phân tích sâu hơn. Như các bạn cũng biết được rằng là gì ạ? À, sau khi mà tạo một cái đỉnh ở quanh vùng 2330 thì giá vàng đã có dấu hiệu rút chân quay trở về và test lại cái điểm mà gì ạ? Cái điểm mà nó nó break out qua trong cái phiên thứ sáu vừa qua ở vùng 3000 ở vùng 3.304 ở vùng hiện tại và nếu như giá vàng trong phiên ngày hôm nay ở khung H4 có thể rằng là nó sẽ điều chỉnh về đến vùng 2.292 cũng có thể rằng là điều chỉnh về đến 2.284 nhưng nếu như trong cây nến này mà đóng nằm ở dưới 2.300 cho đến 2.304 nhé thì xu hướng của nó sẽ tiếp tục cái điều chỉnh uh, điều chỉnh về đến vùng sâu hơn đây mình sẽ phân tích cho chúng ta rõ phóng to là chúng ta rõ cái vùng hiện tại đây là cái vùng hồ trờ này đây là cái vùng hồ trờ thì đây là kháng cự đây là kháng cự kháng cự thứ nhất kháng thứ hai và lần thứ ba thì nó break qua break ao qua khỏi cái vùng kháng cự này và sau khi break out qua tạo một cái đỉnh lịch sử thì giá vàng đã có gì ạ à, giá vàng đã có một cái nhịp điều chỉnh thì điều chỉnh về ngay hôm nay thì chúng ta nhìn thấy rằng là ở quanh vùng ba nghìn 02 cho đến 3 004 đấy là vùng hỗ trợ gần và nếu như cái điểm này nó nó bật tăng thì đây là một cái xu hướng uh, như này tiếp tục cái đà tăng của nó hôm nay sẽ tiếp tục tăng mạnh. Còn nếu như phá vỡ khỏi cái vùng hỗ trợ này thì xu hướng của giá vàng sẽ điều chỉnh về đến vùng 3.2282 cho đến 2.288 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, các bạn để ý cho mình đối với ở khung uh, H4 là như vậy. Vậy thì đó là những cái vùng mà chúng ta cần để ý trong phiên ngày hôm nay là những cái mốc hỗ trợ 2281, 2280, 86 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, và cái vùng kháng cự ở vùng 2330 thì có thể rằng là trong phiên ngày hôm nay nó sẽ chạm lại một lần nữa và sau đó tích lũy để trong phiên ngày ngày mai ngày kia nó sẽ tiếp tục phá vỡ nha các bạn đúng ạ Ờ, à, ok thế thì à, trong khung ngắt 3 thì xu hướng của nó sẽ đi như nào đối khung h3 thì nó vừa điều chỉnh một cây h3 giảm về đến vùng 2.304 xong và chúng ta đang nhìn thấy rằng là giá vàng đang có những cái diễn biến rằng là ở quanh phản ứng quanh cái vùng này và nếu như đóng cái nến xanh khả năng rất cao là quanh vùng 2.302 cho đến 3.000 304 sẽ bật tăng trong cái phiên á à, và phiên Âu ngày hôm nay thì chúng ta cũng phải theo sát đối với thị trường. Đúng không ạ? À, để phân tích sâu hơn thì chúng ta sẽ phân tích ở khung H1. Vậy thì khung H1 thì các bạn cũng nhìn thấy được rằng là gì ạ? À, giá vàng trong cái phiên thứ sáu vừa qua đã bất ngờ tăng mạnh lên đến vùng 2300 và trong khung H1 thì cái trend xu hướng mà chúng ta cần để ý đây này. Tại sao nó lên đến 2300 và mình đã nói rằng là gì ạ? Giá vàng nó lên đến vùng 2.300 đó mọi người ạ à. và nếu như mọi người có sale thì mọi người cũng phải chờ đến 2.330, 2.334 và mình dần và diện à, các bạn muốn à, cái thời điểm đó thì chúng ta không nên không nên mua bán gì nhé mọi người không nên mua bán gì vậy thì đối với khung h1 hiện tài như nào chúng ta sẽ bỏ hết cái này nha để chúng ta sẽ phân tích rõ rõ hơn Hiện tại đối với khung H1 đang nằm trong một cái xu hướng là xu hướng uptrend. À cụ thể là gì ạ? Nó tạo một cái đỉnh sau này à, cao hơn đỉnh trước này, đúng không ạ? Và cái đáy sau, sau này cao hơn đáy trước. Đấy đáy sau này cao hơn đáy trước và chúng ta có cái vùng hỗ trợ đây này. Đấy. Tại sao chúng ta lại nói rằng là trong phiên ngày hôm nay chúng ta để ý quanh vùng 2280 mợ 2 cho đến 2286 286 là như vậy. Tại vì chúng ta đang có một cái hỗ trợ của đường trên dưới là quanh vùng 2282 và cái đường trên trên là vùng 2280 86 87 ở vùng này. Thì trong phiên phiên Á và phiên Âu ngày hôm nay, nếu như xu hướng của giá vàng mà xuất hiện một cái nến gọi là đóng cái nến H1 nhé, cái nến H1 ở vùng này. Ở tính từ thời điểm bây giờ nếu mà xuất hiện một cái nến rút chân lên ở quanh vùng 2 2308 2307 thì chúng ta có thể rằng là chúng ta mua dần vào cái vùng khu vực này được. Còn nếu như chúng ta mua theo cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta phải cài SL ở quanh vùng 2.298 cho mình. S SL ở quanh vùng này và TP chúng ta sẽ để ở 2.321 và 3000, 330 cho mình trong phiên ngày hôm nay. Nha các bạn. Còn chiến lược của chúng ta trong phiên ngày hôm nay À, trong phiên Á phiên Âu và phiên Mỹ trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ canh bay chính ở quanh vùng 2.282 đến 2.287 SL chúng ta để ở 2.262 TB chúng ta để ở 2.304, 2.324 và 2338 trong trong phiên ngày hôm nay nha các bạn. Chúng ta sẽ canh sell lướt ở quanh vùng 2.340, 340 cho đến vùng 2.342 SL chúng ta để ở 2348 348 TP chúng ta để ở 2 à, 2324 và 2.315 trong phiên ngày hôm nay. À, chúng ta xem đây là một cái nhịp nữa. Chúng ta xem cái vùng hỗ trợ của đường trên line quanh vùng. Nên nhớ nhé, nếu như giá vàng điều chỉnh về đến quanh vùng, 2300 hoặc là 2298 thì các bạn có thể mua thăm dò ở những cái nhịp này đấy mua thăm dò ở nhịp này thăm dò nhé và SL các bạn để cho mình là khoảng tầm 4 cho đến 6 giá các bạn để cho mình 6 giá và TP các bạn để 6 10 và 2 15 20 giá đấy, các bạn nhớ rằng là khi càng lên đấy chúng ta sẽ rời SL về chi được chưa à, xuất hiện những cái nến đảo chiều ở đây thì các bạn có thể mua được này đó thì các bạn phải chia ra nhé rồi, uh, đây là video phân tích xu hướng của giá vàng phiên ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024. Uh, chúc quý vị và các bạn có một phiên giao dịch thật thành công. Hẹn và gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Uh, những anh chị em nào mà chúng ta muốn vào nhóm VIP, nhóm Luxury để cập nhật những cái tình hình liên quan đến xu hướng giá vàng mới nhất thì các bạn có thể inbox qua cho mình qua số điện thoại trên Zalo nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới giao dịch thật thành công. Hẹn và gặp lại các bạn.